Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Thì cái căn nhà dưới lòng đất của bọn mình là đã hoàn thành rồi anh em ạ. Và bây giờ thì bọn mình sẽ làm một cái món để gọi là ăn mừng nhé. Ở đây mình có mua được một tảng sườn anh em ạ. Hôm nay mình tính là làm sườn nướng siêu cay, nhưng mà chỉ mua được có một cái tảng này thôi, không mua được nhiều, tại vì bây giờ thì buổi chiều rồi, không mua được nhiều, cho nên là mình mua thêm một miếng bát chỉ như thế này để về nướng thêm, phủ hỏa thêm anh em ạ. Cái xuyên vẫn là món chính. Đấy. Còn đây thì là cái phần nước sốt của mình nhá, nước ướp nước sốt của mình nhá. Nếu như anh em muốn biết cách làm nước sốt này ấy, thì có thể xem ở video trước của mình sẽ đặt cái đường link ở đây nhá. Rồi anh em bấm vào đấy thì sẽ xem được cái phần nước sốt mình làm nhé. Bây giờ thì mình sẽ châm cho nó để tẩm gia vị cho nó đều. Anh em mát xa cho đều nhé, mát xa đều thì nó ngấm sẽ ngon hơn. Vòng tay áo một trái tim luôn thấu hiểu em, làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở mang đến cho em sự bình yên. Dù ai mưa nắng anh sẽ luôn là người dẫn lối luôn vui giấc mơ đưa cô về che chở. Chín rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đưa nó ra nha. Và để thưởng thức anh em ơi. Thank you.
em bẹt cái này ra đây. Wow. Ui. Đi thôi, đi thôi. Thì đây là coi như là cái bữa tiệc mà để tân gia khánh thành cái nhà dưới lòng đất anh em ạ. Mấy anh em miếng nha. Thơm. Xin mời tất cả anh em nha. Ừ, ngon. Xin mời các anh em nha. Xin mời anh em. Nhiên luôn. Ăn vậy. Mình mời tất cả anh em nha. Bỏ một chữ xong rồi nằm xuống này. Cái này để trên đó đi. Cái nhỉ. Cái này ngon lắm. Nó cái. Ok các bạn. Xin mời anh em nha. Rất là ngon luôn anh em ạ. Xin mời anh em nha. Mình rất là thích ăn cái phần da này anh em ạ. À. Để nóng quá đi. Mình rất thích ăn phần da tại vì da nó vừa dai mà vừa ngấm đều với gia vị ấy. Cái da này rất là ngon luôn anh em ạ. Nó mặn mặn, cái cay, ngọt ngọt. Thơm. À, ngon. Xin mời anh em nhá. Bọn mình ăn phần ba chỉ trước anh em ạ. Rồi lát nữa sẽ ăn sườn sau. Bữa tiệc hôm nay thì đáng ra là chỉ là mình làm sườn nướng này này để tất cả anh em cùng thưởng thức. Nhưng mà đi mua sườn không có được nên mình phải mua thêm thịt. Bây giờ sườn này thì không đủ một thằng một que này. À dạ. Để ra tiếp. Mời em ăn nha. Mời em ăn nha. Mời anh em ăn nha. Mời anh em ăn nha. Mời anh em ăn cùng mình nha. Mời anh em nha. Gì đây? Trời. Quá đã nha. Đấy. Còn đây là phần của mình anh em ơi. Thằng nào cũng đùi này đùi kia to đùng. Em đi. Đấy. Xin mời tất cả anh em nha. Rất là ngon luôn anh em ạ. Ăn được kiểu bần nhau. Ừ. Đây là thành viên mới, ngon không? Ngon à? Thằng cu này đang ngại anh em ạ. Còn giờ hỏi mấy cái thằng này ngon mày? Ngon. Nào, nếu cảm nhận. Ngon, xương thì giòn, cái chua ngọt ngọt. Sườn rất ngon nha các bạn. Nước sụt thấm vào thịt cho hơn ngon hơn. Vậy là sạch sẽ hết rồi nha anh em. Thôi thì bọn mình cũng đã ăn gần xong rồi anh em ạ. Video ăn mừng khánh thành tân gia ngôi nhà này thì đến đây là kết thúc nha anh em. Đấy thì chỉ có sườn và thịt nướng vậy thôi. Thôi thì cảm ơn anh em đã đón xem video của mình nhá. Cảm ơn anh em đã luôn luôn ủng hộ mình. Còn bây giờ thì bye bye anh em. Bye bye.